Hello, chào công giáo. Chúc anh em có một mùa World Cup tai qua nạn khỏi, đừng có xa bờ quá. Đấy, đấy là mình chúc các anh em như thế. Mặc dù là vài ngày vừa rồi thì mình biết là có rất nhiều các anh em có nghe có vẻ toang nặng. Thế nhưng mà không sao, chúng ta còn tận mấy tuần nữa mà vẫn còn rất nhiều những cơ hội đó. Và quay trở lại cái chủ đề chính của video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ nói về những cái phương án hoặc là những cái sự lựa chọn rẻ tiền hơn, ít tốn đạn hơn cho những cái chai có cái mức giá đắt hơn đó. Thì mình nghĩ rằng với cái thời buổi lạm phát này thì nó cũng là một cái gì đấy để có thể giúp cho các anh em nào mà đang bị ảnh hưởng của lạm phát, của đói nghèo, của mì tôm thì chúng ta vẫn có thể có sở hữu được những cái mùi hương mà về mức giá nó rẻ hơn, chất lượng mùi hương cũng thì mình không dám nói hơn hay là kém, thế nhưng ít nhất là ở một mức độ đấy thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. À, tất nhiên rồi, và cũng hạn chế clone. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay, những cái sự lựa chọn rẻ tiền hơn cho những cái chai nước ngoài đắt tiền hơn. Ok, còn bây giờ anh em mình ngồi relax, relax và let's go. Chai nước ngoài đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó là một tông mùi thuốc lá, và đó là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler Pour Havane. Chai nước ngoài này thì đã bị ngừng sản xuất từ khá là lâu rồi, và hiện tại để sở hữu cho chai nước ngoài này thì chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề là rẻ. Nếu không muốn nói nó còn đắt hơn rất là nhiều những chai niche. Như các anh em không tin thì chúng ta có thể lên Amazon, chúng ta có lên eBay thì mức giá hiện tại họ đang rao bán nó rất rất là đắt. Và nếu như anh em nào đã chót yêu thương cái tông mùi thuốc lá hơi khô một chút cộng thêm cái vị ngọt thơm của mật ong và một chút của vani thì nếu như không được sở hữu chai nước hoa này thì cũng là một điều khá đáng tiếc. Vậy chai nước hoa nào có thể khả dĩ giúp các anh em có thể thẩm được mùi hương của chai nước hoa này và một cái mức giá rẻ tiền hơn, thì ở đây mình muốn gợi ý cho các anh em chai nước hoa Insurrection White, một mùi hương có tông mùi thuốc lá. Cá nhân mình đánh giá thì nó sẽ tương tự với sản phẩm của nhà Mugler, nó đâu vào tầm khoảng tầm từ 85 đến 90%. Cá nhân mình đánh giá thì phải nói thật là nó như kiểu là hai phiên bản copy giống nhau ấy. Tuy nhiên thì cái này nó là cái cảm nhận của mỗi người, cho nên mình cứ giảm xuống, nó rơi vào khoảng tầm từ 85 đến 90% đó. Và chốt lại rằng nếu như các anh em nào ưa thích cái tông mùi thuốc lá khô và một chút của mật ong, và cái này chúng ta không cho phép, thì Insurrection White hay là cái chai nước hoa mà chúng ta hay gọi là sách nâu ấy đó, thì nó là sẽ là một cái phiên bản thay thế rất là thôi không bỏ qua là rất nữa là hợp lý cho các anh em nào đang muốn tìm cái mùi hương thay cho Pour Havane. Đó, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây. Chai nước hoa thứ hai đó là Bergamot 22. Nhắc đến cái tên thôi thì các anh em đều đã biết đây là một cái tông mùi đặc trưng của cam bergamot, với nói chung là những cái nốt hương của nó như cam bergamot rồi lá, đại khái liên quan đến bergamot. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy cái vị citrus trái cây của nó rất rất là rõ ràng, nhẹ nhàng, bergamot của cam bergamot. Tuy nhiên thì cái mức giá để sở hữu chai nước hoa này thì cũng rất là ôi mẹ ơi, đó không hề là rẻ tiền một chút nào cả. Vậy chai nước hoa nào có một cái mức giá mềm hơn và ít nhiều cũng có một cái tông citrus, và nó không bị giống như kiểu là không bị hóa học, không bị thô, thì mình muốn gợi ý, tất nhiên là có rất là nhiều chai, nhưng mình muốn gợi ý đến đây đó là Burberry Weekend. Đây là một chai nước hoa cũng có tông mùi citrus, và nó khác ở đây chai nước hoa Bergamot 22 thì nó không phải là một cái mùi thuần, mà ở đây nó sẽ có sự kết hợp giữa của citrus trái cây và cái mùi tông của hoa vô thường. Cho nên khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ cảm thấy một chút của trái cây, của citrus, và một chút nó giống như kiểu một cái tông green ấy, tông màu của xanh, của cây, của lá, của cây, chứ nó không thuần như thằng 22 này. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta không nói về cái so sánh mùi, mà chúng ta đang muốn tìm một cái mùi hương cũng là tông citrus nhẹ nhàng và cái mức giá nó mềm hơn. Ít nhất thì có thể đừng để bị kém quá so với sản phẩm của nhà Le Labo. Thì mình muốn giới thiệu đến ở đây đó là Burberry Weekend. Chai nước hoa với cá nhân mình đánh giá rằng cũng rất là thú vị và mức giá thì không phải là quá đắt. Đó, chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm đến từ bộ Dior Privé, và nó có tên là Bois d'Argent. Đây là một chai nước hoa có sự kết hợp giữa gỗ và mật ong rất là tuyệt vời. Thực sự là mình đánh giá nó là một trong những chai nước hoa có thể gọi là đỉnh cao của bộ Dior Privé.
mùi một chút thơm của mật ong, một chút ngậy của gỗ đàn hương, nó mix lại và nó tạo nên một cái tông mùi gỗ rất là dễ chịu và rất là, nói chung là tinh tế. Tuy nhiên thì để sở hữu chai nước hoa này, nó là một cái trở ngại rất là lớn đối với các anh em, bởi vì bộ này giá của nó thì nó cũng có thể gọi là gây sốc phản vệ cho các anh em nào nếu như mà chúng ta sinh lý yếu. Vậy thì chai nước hoa nào sẽ là một cái phương án chữa cháy cho các anh em? Ở đây thì mình muốn giới thiệu đó là Cartier Lambeau EDT phiên bản Auto Toilet. Ở chai nước hoa này, nó là sự kết hợp giữa mật ong và cũng là tông gỗ, mà ở đây đó là gỗ đàn hương. Nếu như mình nhớ không nhầm, xem nào. Đúng rồi, gỗ đàn hương. Đây là một chai nước hoa mà mình đánh giá rằng nó giống như kiểu một cái viên ngọc ẩn, bị gọi như là bị gần như là không được nhiều người biết đến, mặc dù nó là một cái tông mùi rất là xuất sắc. Mình chắc chắn rằng mình sẽ có một cái video nói riêng về chai nước hoa này. Nhưng nếu như mà chúng ta thích cái tông của mật ong mix cùng với tông cay nồng của gỗ một chút thôi, rất là mượt mà rất là tinh tế, thì Lambeau Cartier EDT sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng là thú vị. Và nếu như các anh em nào đang chót yêu cái tông mật ong gỗ, ví dụ giống như Dior Bostagen hoặc là bất kỳ một cái chai nước hoa nó luxury đắt tiền và chúng ta nghèo đói, chúng ta không đủ về mặt kinh tế, thì Lambeau Cartier EDT anh em nên thử, rất xứng đáng. Ok, chai nước hoa thứ tư đó là một số sản phẩm của nhà Amarch. Đầu tiên đó là Reflection, với sự kết hợp của hoa nhài, của tông gỗ, nó tạo nên ít nhiều một cái tông mùi của barbershop. Và chai nước hoa nào mà chúng ta có thể nên tham khảo? Versace Dreamer. Bởi vì mình đã nói một số trong những video khác rồi về cặp này cho nên mình sẽ không nhắc lại. Tuy nhiên tổng kết lại, nếu như chúng ta thích cái tông của Amour Reflection thì Versace Dreamer sẽ dành cho các anh em nào kinh tế chúng ta nó không được có nghĩa là không được thoải mái, hoàn toàn có thể thay thế được. Còn cái việc mà nó hơn hoặc là kém hơn một chút thì cái đấy thì chúng ta, cái đấy là tùy của mỗi người. Ok, ngoài ra thì nhà Amarch rất là khá là nổi, ví dụ như Interlude này, Memoir, hoặc là cái một số những cái chai mà chúng họ sử dụng những cái nốt đặc trưng của phương Đông, ví dụ như là nhang, trầm, khói gì đấy, tạo nên một cái tông mùi rất đặc trưng của Trung Đông. Tuy nhiên cái mức giá để mà sở hữu những sản phẩm đấy là không hề dễ dàng. Thì chai nước hoa nào mình muốn gợi ý cho các anh em, ở đây thì mình có hai chai nước hoa Jardin Citizen, chai đấy thì mình nói nhiều rồi, mình không muốn nói nhắc lại nữa. Và nữa đó là Comme des Garçons Wonderwood. Đây thực về bản chất Comme des Garçons cũng là một nhà nước hoa designer, thế nhưng về cái cách làm mùi của họ thì rất là niche, có thể gọi là rất là trau chuốt khi mà làm mùi. Cho nên nếu như các anh em nào đã chót yêu cái hương vị phương Đông của trầm, của nhang, của cái smoky, của mùi khói đậm đặc thì mà chúng ta không kinh tế ấy, thì các anh em có thể tham khảo Jardin This Is Him hoặc Comme des Garçons Wonderwood. Tất nhiên mình nhắc lại là còn rất nhiều chai, chứ không phải chỉ có mỗi hai chai nước hoa này. Thì đấy, thì ở đây mình gợi ý cho anh em hai chai để chúng ta có thể tham khảo đó. Theo nữa đó là Creed Viking. Khi mà nhắc đến chai nước hoa này, chúng ta sẽ lập tức nhớ ngay đến một cái tông mùi tiêu biểu của vetiver, của tiêu hồng, tạo nên một cái tông mùi cay nồng, một cái gì đấy nó rất là đúng là như cái tên gọi của nó, Viking, những tên cướp biển, có thể gọi là rất là rắn giỏi, cái gì đấy nó khô khan hoặc là bla 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 cái gì đấy. Và nếu như các anh em nào yêu thích mùi đấy thì chúng ta hãy thử tham khảo Ungaro Pure Home. Về bản chất thì chai nước hoa này không sử dụng bất kỳ một nốt hương nào tương tự giống với Creed Viking. Tuy nhiên khi mà chúng ta xịt ra, chúng ta sẽ thấy cái vị vodka lạnh, một chút hồng và một số những nguyên liệu khác. Nhưng cái dry down của nó thì chúng ta sẽ thấy nó lại có một cái chút gì đấy hình ảnh của Creed Viking đó. Mình, cá nhân mình đã xịt và mình thấy rằng nó có một chút thôi, thì mình cứ nói một chút, nhưng nó có hình ảnh của Creed Viking, và cái nữa thì nó rẻ hơn đó. Thì tất nhiên rồi, anh em nào mà Creed Viking thì hãy thử Bulgari Pure Home. Ok, nếu như các anh em nào đã chơi lâu thì chúng ta đều biết Bulgari Black và Midnight in Paris Van Cleef.
Đây là hai chai nước hoa có một cái sự tương đồng về mùi hương. Về cơ bản thì đây là sự kết hợp của gia thuộc, của một chút nhang và một chút ngậy của amber, tạo nên một cái tông mùi có thể gọi là đỉnh cao. Một, hai chai nước hoa này đều có thể gọi là đỉnh cao của dòng nước hoa designer. Và tất nhiên rồi, nó đã bị ngưng sản xuất từ rất là lâu. Thậm chí để mà lên bây giờ để sở hữu hai chai nước hoa này thì cái giá để bỏ ra nó không hề là dễ chịu một chút nào. Vậy thì đâu sẽ là cái giải pháp cho các anh em nếu như chúng ta đã chót ngửi hai mùi hương của chai nước hoa này? Thì một sản phẩm của nhà Prada, Luna Black, chai nước hoa này thì đã ra mắt cách đây 4 năm và nó cũng sử dụng một số những cái nốt hương, ví dụ như amber, tonka, và nó có cái nét tương đồng rất là lớn đối với Bulgari Black và Midnight Paris. Điều đó đồng nghĩa rằng tất nhiên thì mình đã từng được thẩm thì nó nhẹ hơn, thì nó không được đậm đà như hai chai nước hoa này. Tuy nhiên thì về style mùi nó khá là giống nhau, và cái nữa thì cái mức giá để sở hữu nó rất là ok hơn. Đó, cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Frederic Malle và nó có tên là Merce Ravager. Khi nhắc đến chai nước hoa này, chúng ta lập tức sẽ liên tưởng đến tông mùi của xạ, của gỗ đàn hương và một chút của vani, tạo nên một cái mùi hương tuyệt vời. Có thể gọi là những sản phẩm của nhà Frederic Malle luôn luôn là rất là chỉn chu về mặt nguyên liệu, về tinh tế, về cách blend mùi mà không được nhiều nhà niche hiện nay có thể làm được. Tuy nhiên thì ôi giời ơi, khi mà nhìn vào giá thì chai nước hoa nào, anh em hãy có thể tham khảo một sản phẩm của nhà Le Bolario và nó có tên là Miharis. Chai nước hoa này thì thực tế thì mình đã từng được ngửi khoảng hơn một năm trước, còn một người em mình đã đặt mua và mình đã được ngửi. Thì cái cảm nhận của mình đó là nó có những cái nét tương đồng với Merce Ravager, mặc dù là cái tông xạ nó không được lên rõ giống như Merce Ravager. Tuy nhiên về cái tổng thể mùi hương của nó thì chúng ta sẽ có thể cảm thấy rõ những cái nét tương đồng với sản phẩm của nhà Frederic Malle, và Le Bolario Miharis sẽ là cái sự lựa chọn thay thế. Cá nhân mình thấy rằng là ok thay cho cái sản phẩm đắt tiền kia đó. Thì cái chai này rẻ hơn rất là nhiều. Thì vừa xong mình vừa list cho các anh em những cái sự lựa chọn của rẻ, giá mềm hơn cho những cái sản phẩm luxury đắt tiền hơn. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nhá. Còn bây giờ, bye bye.